Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Healix Garlic Oil ở Jolles được sản xuất tại Healix Anh. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Heo Garlic Oil ở Zoles cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Heo Garlic Oil ở Zoles Dầu tỏi không mùi tương đương với 2000mg tỏi tươi Dạng bào chế Viên uống Công dụng và chỉ định của Heo Garlic Oil ở Zoles Công dụng Hỗ trợ hệ tiêu hóa, các trường hợp ăn không tiêu, đầy bụng đầy hơi tiêu hóa kém hỗ trợ sức khỏe hệ tim mạch giúp làm giảm cholesterol máu giảm nguy cơ sơ vữa động tăng khả năng miễn dịch chỉ định người tiêu hóa kém kém hấp thu ăn uống khó tiêu người cần bảo vệ sức khỏe tim mạch giảm cholesterol máu giảm nguy cơ sơ vữa động mạch người huyết áp cao Cách dùng và liều dùng của Health Eat Garlic Oil ở Joles Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn uống một viên mỗi ngày với nước nguội sau khi ăn. Trường hợp cần thiết, người lớn có thể dùng tối đa 2 viên một ngày. Chống chỉ của Health Eat Garlic Oil ở Joles Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng heo ít garlic oil ở Joles Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm heo ít garlic oil ở Joles đồng thời biết cách sử dụng heo ít garlic oil ở Joles sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.